Tôi sẽ đọc đoạn tiếng Việt. Tomo ba tu hút hàng tu nhỏ chạy lại cắn chắc ngủ và ta hối vai sao ăn đôi che muốn lại là như vậy chắc muốn cô mô dương âm đền chạy lối bằng âm đền tôi chân mu này để bảo vệ suy nghĩ để hồi cầm nhưng giờ cho xa mắt lại là lại lại đi tu hung nhỏ dắt đà dắt tô mổ nướng bay sao là cái cao hối mày cái là cô về của vì mắc của mình chắc muốn chắc chắc tích chắc cái tích chung căn nắn nung nhồi kim châm nhưng đây bi ăn ăn bên chung chua 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 bên chung tôi đã đọc thiên ảnh bảo thiên bệnh. Tôi có hai màu màu đô màu xoắn màu đô là dương tử màu đó là dương tử là hoàng tử mũ trang mũ dương nói âm đen suy nghĩ chỗ xa mắt cái bao bao mẹ của bi mắc bi ăn tôi là tôn tú trai và tôn tú quả
rẫy, cày rẫy, cày lũi, cạo húi, tuổi, chín, chiếc, chín tiết, lũi, chày lũi, chín tiết, chu hút, cạo húi, cành nến, tím, kém, chúa, kim tủ, tô mò, lá, âm đến, nhỏ, tu phục, tô mò, tu phục. Ok. Thô băng máu xoăn bá tiếng Anh thô like núng quán chủ nhỏ ta chạy lại cắn check 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 mũ ba đô la tài chủ tài trưởng check núi pháp núi pháp tài tu tối nay check mũ này đang bếp này để bố ăn là để suy qua mình tiếng Anh là cô đúng quốc chúng ta sử dụng tiếng Anh chúng ta phải biết tiếng Anh ngữ pháp
một cài nung cài ăn là cài tu qua cô cô tiếng ăn tôn thủ cô ngũ phó thiên anh núi núng núng ngồi để kim chẳng tôi có mau tô và mau phuan để biết chữ cứ biết tiếng Anh hồi muốn đọc tiếng Việt bằng phụ đề của YouTube xong.